tin giáo phận phú cường lễ dỗ ba năm cha cố phao lô trần hữu phúc với tâm tình tri ân và tưởng nhớ giáo phận phú cường cử hành lễ dỗ ba năm cha cố phao lô trần hữu phúc trong thánh lễ mọi người được ôn lại bao kỷ niệm tốt đẹp với cha phao lô đó là những người thân yêu người bạn cùng trang lứa các giáo sứ ngài đã phục vụ và bà con thân thuộc Thánh lễ được cử hành lúc 10 giờ ngày 8 tháng 4 năm 2021 tại trung tâm mục vụ giáo phận Phú Cường. Đức cha Du Xe, giáo mục giáo phận Phú Cường chủ tế thánh lễ và giảng lễ. Cùng hiện diện trong thánh lễ, còn có quý cha cùng lớp, quý cha và quý giáo dân những nơi ngài phục vụ, cùng thân bằng quyến thuộc, linh tông và huyết tộc hiện diện đầy đủ. Tưởng nhớ cha cố trong tuần bác nhật phục sinh, mọi người như thấy lại hình ảnh của một người cha, đang sống động hiện diện giữa cộng đoàn. Nhiều kỷ niệm đẹp, nhiều lời dạy hay, những hy sinh vất vả của cha được cộng đoàn cho sống lại trong ngày giỗ này. Chia sẻ trong thánh lễ, Đức cha Du Xe cho mọi người thấy niềm tin vào Chúa Phục sinh sẽ giúp cho ngày lễ không đau buồn nhưng tràn đầy hy vọng. Nhắc lại tin mừng về các lần hiện ra của Chúa giúp cho cộng đoàn sắc tín hơn vào niềm hy vọng này. Đó là ơn sủng của Thiên Chúa, không gì khác hơn là bình an tâm điểm những lần hiện ra của Chúa là trao ban bình an, củng cố đức tin. Những vết thương là dấu chứng cho niềm tin Chúa sống lại, là những đau khổ, hy sinh của cha cố cũng là dấu chứng giúp cho chúng ta tin tưởng Ngài sẽ được sống lại trong Chúa. Điều này làm cho chúng ta gần nhau hơn khi chúng ta đang đi đến nơi mà Ngài đã đi và tin rằng Ngài cũng đang cầu nguyện cho mỗi người chúng ta. Sau thánh lễ, toàn thể cộng đoàn cùng nhau chia sẻ bữa cơm gia đình với giáo phận trong tình thân mật đơn sơ của gia đình những tình cảm với cha cố tiếp tục được khơi dậy mọi người được gần nhau hơn và mở lòng ra với người khác trong cuộc sống hằng ngày lễ dỗ giúp người kitô hữu biết được cùng đích đời người và nguyện xin chúa ban ơn cho người thân của chúng ta đã qua đời